Chào mừng các em đến với chương trình học trên kênh YouTube của trường Trung học cơ sở Chu Văn E, môn lịch sử lớp 7. Tiết thứ hai của tuần 6, chúng ta sẽ tiếp tục với bài 23, Kinh tế văn hóa thế kỷ 16-18. Ở tiết 1 của bài, chúng ta đã tìm hiểu về nội dung một La Mã kinh tế. Và hôm nay, tiết thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 của bài 23, đó là phần 2 La Mã văn hóa. Văn hóa là bao gồm những nội dung gì? Trong những bài trước, khi tìm hiểu về kinh tế và văn hóa của nước ta qua các triều đại, thì chúng ta cũng đã được biết văn hóa là bao gồm văn học, chữ viết, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc và y khắc. Và chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung đầu tiên của phần 2 La Mã văn hóa nhé. Đó là phần 1 nhỏ tôn giáo. Thì trong nội dung 1 nhỏ tìm hiểu về tôn giáo, chúng ta sẽ nói về các tôn giáo có ở nước ta là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Và một cái tôn giáo du nhập vào nước ta từ thế kỷ thứ 16, đó là Thiên Chúa giáo. Trên màn hình của các em, đó là hình ảnh của Phật Thích Ca, hay còn gọi là Thích Ca Mâu Ni. Thì trong khuôn khổ bài này, tôi sẽ không có trình bày về bối cảnh cũng như là quá trình hình thành cái tôn giáo Đạo Phật. Chúng ta chỉ nói về tình hình của các tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn này như thế nào mà thôi. Và đây là hình ảnh Phật Thích Ca, là đại diện cho Phật giáo. Và đây là hình ảnh của Khổng Tử, người đã sáng lập ra Nho giáo, hay còn gọi là Đạo Nho. Và đây là hình ảnh của Lão Tử, người đã sáng lập ra Đạo giáo, hay còn gọi là Đạo Lão. Về tình hình của các tôn giáo ở thế kỷ 16, 17 như thế nào? Nói về các tôn giáo ở nước ta có vị trí và vai trò trong xã hội như thế nào? Thì trong thời gian này, Nho giáo được đề cao, được coi trọng trong học tập, thi cử, tuyển chọn quan lại. Ở những bài học trước, chúng ta đã được học về quan điểm của Nho giáo là về tam cương ngũ thường. Thì những cái nội dung của quan điểm tam cương ngũ thường đó, nó thích hợp cho việc xây dựng sự vững chắc, vững mạnh của triều đình phong kiến. Cho nên lúc này, Nho giáo rất được đề cao và coi trọng. Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế ở thế kỷ 15, thì nay lại được phục hồi. Và bên cạnh đó thì nhân dân ta vẫn giữ nếp sống văn hóa truyền thống như làng xã thờ thành hoàng, gia đình thờ tổ tiên. Tôi sẽ nói mở rộng thêm một chút xíu về cái nếp sống văn hóa truyền thống như là làng xã thờ thành hoàng. Thì thành hoàng chính là vị thần của làng. Mỗi làng đều có một vị thần của làng mình, được gọi là thành hoàng. Và nơi thờ tự vị thành hoàng này đó chính là đình làng, nơi diễn ra các lễ hội sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong làng. Và một cái tục lệ nữa thể hiện cái nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, đó là tục thờ tổ tiên trong gia đình. À, tôi mời các em ghi bài của phần 1 nhỏ tôn giáo. Trước hết là về nội dung Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Sau khi ghi nội dung bài học của phần A nhỏ của phần 1 tôn giáo, thì chúng ta tiếp tục với cái tôn giáo mới được du nhập vào nước ta thế kỷ thứ 16, đó là Thiên Chúa giáo. Qua các
trên màn hình thì chúng ta cũng nhận ra được hình ảnh trên màn hình đó chính là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Là Thiên Chúa phát triển ở châu Âu từ thời cổ trung đại và trung tâm là giáo hội La Mã ở Roma, Italia. Từ năm 1533 thì các giáo sĩ nước ngoài, tức là người Bồ Đào Nha, đã theo thuyền buôn phương Tây đến nước ta để mà truyền bá đạo Thiên Chúa này. Sang thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18 thì cái việc truyền bá đạo Thiên Chúa ngày càng được mở rộng hơn với hoạt động của các giáo sĩ sang nước ta. Tuy nhiên, đạo Thiên Chúa không phù hợp với cách cai trị của nước ta, cho nên là vua Lê Chúa Trịnh ở đàng ngoài cũng như là Chúa Nguyễn ở đàng trong đã nhiều lần ngăn cấm không cho phép truyền bá đạo Thiên Chúa này, mà cũng làm hạn chế cái sự truyền bá đạo Thiên Chúa ở nước ta trong thời gian này. Vậy là Thiên Chúa xuất hiện ở nước ta vào thời gian nào? Đó là năm 1533. À, các giáo sĩ nước ngoài là người Bồ Đào Nha đã theo thuyền buôn của phương Tây đến nước ta để truyền bá đạo Thiên Chúa. Cô mời các em ghi bài nội dung về Thiên Chúa giáo, tức là phần bên nhỏ. Sau khi ghi xong cái nội dung bài học ở phần bên nhỏ Thiên Chúa giáo, chúng ta sẽ tiếp tục nội dung bài tiếp theo nhé. Đó là phần thứ hai, sự ra đời của kiểu quốc ngữ. Để kiểu quốc ngữ là kiểu nào? Chính là loại chữ viết mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày đó thôi. Chúng ta đang đọc, đang viết và đang học tập bằng chữ quốc ngữ này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời của chữ quốc ngữ nhé. Và chúng ta nhìn thấy điều gì trên màn hình này? Đó là bảng chữ cái. Bảng chữ cái này nó còn được gọi là bảng chữ cái Latin. Vậy thì các giáo sĩ phương Tây đã tạo ra chữ viết là chữ quốc ngữ bằng cách nào, như thế nào? Trong quá trình truyền bá đạo Thiên Chúa ở nước ta, các giáo sĩ phương Tây gặp khó khăn trong cái việc truyền đạo vì bất đồng ngôn ngữ, cho nên đã nghĩ ra cách để có thể mà tạo ra một cái loại chữ viết dễ phổ biến, dễ truyền bá, để từ đó mọi người có thể học đọc, học viết một cách dễ dàng và có thể cảm nhận được lời đạo Thiên Chúa. Cho nên các giáo sĩ phương Tây đã dùng cái bản chữ cái Latin này để mà ghi âm cái tiếng nói của người Việt và để mà từ đó tạo ra chữ viết là chữ quốc ngữ. Có lấy ví dụ như trên màn hình chúng ta thấy chữ đất và chữ mật, thì cái chữ viết quốc ngữ này nó đã được tạo ra bằng cách là ghép các âm lại với nhau. Như là từ bắc thì chúng ta có cái từ ghép âm từ bản chữ cái Latin, đó là từ á, từ bờ, và đọc thành là á bờ ấp, bờ ấp bắp, và thêm dấu sắc nữa là bờ ấp bắp, sắc bắp. Vậy chúng ta thấy tiếng Việt của chúng ta có một cái sự thú vị hơn các ngôn ngữ khác, đó là có thêm bộ dấu. Mời các em đi bài. Các giáo sĩ phương Tây đã dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt, tạo ra chữ quốc ngữ. Đây là loại chữ viết khoa học, tiện lợi, dễ phổ biến. Người có đóng góp quan trọng là giáo sĩ Alexander Ross. Và năm 1651 thì ông cho xuất bản quyển từ điển Việt Bồ Latin. Về giáo sĩ Alexander Ross thì chắc cũng không xa lạ gì với người Việt chúng ta. Đó là người có công lao lớn trong việc tạo ra chữ quốc ngữ. Và hiện nay ở thành phố Kinh Đẹp chúng ta đang sinh sống, đó là thành phố Hồ Chí Minh, có một con đường rất đẹp nằm ở trung tâm quận 1 bên cạnh nhà thờ Đức Bà, được mang tên của vị giáo sĩ này, con đường Alexander Ross.
Chúng ta tiếp tục nội dung thứ ba của bài học hôm nay nhé. Nội dung thứ ba là về văn học và nghệ thuật dân gian. Thì trong cái phần 3 này chúng ta có hai ý. Một là trình bày về văn học và hai là sẽ trình bày về nghệ thuật dân gian của nước ta và đến giờ. Về lĩnh vực văn học thì chúng ta biết rằng là có văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. À, chữ Hán là chữ viết mà ta vay mượn của Trung Quốc từ rất lâu, và sau này chúng ta có chữ viết riêng cho dân tộc mình đó là chữ Nôm. À, tuy nhiên văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế qua các thời kỳ. Tuy nhiên lúc này thì văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh mẽ hơn trước. Văn học dân gian cũng phát triển phong phú với nhiều thể loại là truyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợ, truyện Tiếu Lâm. Chắc các bạn cũng có rất nhiều bạn là chúng ta rất thích những cái truyện Trạng nói về Trạng Quỳnh, cái là xuất hiện trong thời vua Lê Chúa Trịnh ở nhà ngoài. Và truyện Tiếu Lâm rất là truyện truyện hài hước, truyện cười, truyện vui. Về nghệ thuật thì chúng ta có các loại hình nghệ thuật là nghệ thuật dân gian, nghệ thuật sân khấu, và ngoài ra là điêu khắc chạm trổ cũng được xem là một loại hình nghệ thuật rất đặc sắc của nước ta. Lúc bấy giờ nghệ thuật dân gian đã được phục hồi và phát triển. Những cái loại hình của nghệ thuật dân gian thì có múa trên dây, múa đèn, ảo thuật. Và các loại hình nghệ thuật này chắc chắn các em đã từng được xem biểu diễn rồi đúng không? À, điêu khắc gỗ tức là người ta sẽ chạm trổ trên những cái bức phù điêu hay là những cái tượng mà có chất liệu là bằng gỗ, và điêu khắc gỗ có nét chạm trổ đơn giản mà dứt khoát. Và đề tài của điêu khắc lúc này thường sẽ là những cái cảnh sinh hoạt ở nông thôn. Nghệ thuật sân khấu cũng rất đa dạng và phong phú với các thể loại như là lèo, tuồng, hát ả đào. Hát ả đào thì phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiều hơn. Mà các em ghi bài, nội dung của bài học là phần ba nhỏ, văn học và nghệ thuật dân gian. Và kết thúc bài học, chúng ta sẽ viết bài vào tập nhé. Và cũng đừng quên giữ nguyên tắc 5K để phòng chống dịch, đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Và hẹn gặp các em vào tuần sau, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của học kỳ 2 nhé. Xin chào các em.